Việt Nam hôm nay sẽ tiếp tục với thông tin về thời tiết. Sắp đến rằm tháng 10 âm lịch rồi, chiều cường ở Nam Bộ lại lên. Và chị Hiền, đợt này thì cao nhất sẽ là vào ngày nào ạ? Dạ vâng ạ, dự báo là đỉnh chiều đợt này sẽ vào cuối tuần này, khoảng ngày thứ 7 và chủ nhật, tức là ngày 16 và ngày 17 tháng 11 ạ. Thưa quý vị, đợt này vùng hạ lưu các sông ở khu vực miền Tây Nam Bộ và hạ lưu sông Sài Gòn Đồng Nai đều trên mức báo động 3, từ 5 đến 30cm. Thời gian xuất hiện đỉnh chiều từ 4 đến 6 giờ và 16 giờ đến 18 giờ. Với mức chiều này, khả năng cao là nước sẽ tràn vào nhà. Quý vị ở những vùng trũng thấp, ven kênh rạch chủ động đắp, chặn trước cửa nhà, kê cao đồ đạc, tránh ảnh hưởng của nước ngập do chiều cường gây ra. Đợt này ngập chủ yếu do chiều cường bởi Nam Bộ đang trong giai đoạn giảm mưa. Ngày mai, tại thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác của khu vực Nam Bộ, trời có nắng từ sớm với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 33 đến 34 độ C, sẽ cảm thấy nóng vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Tại miền Bắc, trời ít mây, nắng liên tục từ sáng đến chiều mai. Tại thủ đô Hà Nội và các nơi khác, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 29 cho đến 33 độ C. Ở lâu ngoài nắng, mọi người sẽ cảm thấy nóng. Thông tin về cơn bão số 8, bão đang di chuyển chậm trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông với cường độ mạnh cấp 8, cấp 9, tương đương với sức gió 62 đến 88 km/h, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10, tương đương với sức gió giật 102 km/h ở vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sau đó, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi còn là một vùng thấp trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8, từ nay cho đến ngày mai, phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11 với độ cao sóng là từ 2 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong vùng biển này sẽ chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Còn bây giờ xin được chuyển sang các thông tin dự báo chi tiết cho một số thành phố trong đêm nay và ngày mai. Sapa đêm nay tạnh giáo, 15 độ C, trời rét. Sau buổi sáng sớm trời rét đến trưa trời nắng với nhiệt độ tăng lên là 22 độ C, cảm giác ấm hơn hẳn. Thành phố Đà Nẵng đêm nay trời nhiều mây, lành lạnh, 25 độ C, sang ngày mai trời có nắng, nhiệt độ cao nhất là 30 độ C. Thành phố Cần Thơ đêm nay và chiều tối mai có mưa vài nơi với nhiệt độ là 24 độ C, đến trưa trời nắng, nhiệt độ tăng lên 33 độ C.